cườngkelly.com, thử vận may, nhận ngay Akko. Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý nào. Và hiện tại thì mình đang chơi tại server PvE với phiên bản cập nhật là 9.19. Tại vì phiên bản 9.19 này thì có một vị tướng mới mang tên là Kai'Sa. Và Kai'Sa này thì gồm có hệ sát thủ, hư không và cung thủ. Thì mình nghĩ là cái hệ cung thủ, khi mà có vị tướng Kai'Sa cập bến tại phiên bản 9.19 thì chắc chắn gì sẽ có rất là nhiều anh em ưa chuộng cái hệ cung thủ này. Hôm nay thì mình sẽ thử xây dựng cái đội hình cung thủ và gồm có Kai'Sa để xem sức mạnh của nó sẽ đi đến đâu nhá. Ui, mới khởi đầu mà chúng ta đã có được một trận thua rồi. Ok, Mario Kai'Sa. Nếu mà anh em chơi hệ cung thủ thì chúng ta không thể nào mà thiếu được Mario Kai'Sa với cả con King Red, phải không nào? Chúng ta có được thêm một cái hệ ma rất là nhiều. Khi mà cái hệ ma này nó dính vào cái con đam chủ lực của tay bạn thì là một cái điều gì đấy rất là đáng sợ nha mọi người. Và hiện tại thì mình đang chơi cái hệ hư không với cả hiệp sĩ à. Cái hệ hư không với cả hiệp sĩ này. À, cái hệ hư không có một cái update mới này. Hư không thì bây giờ dễ chơi hơn nhiều. Bây giờ thì hư không giống kiểu như là hệ đế chế vậy. Khi mà anh em có hai hệ hư không thì nó sẽ kích hoạt cho ngẫu nhiên một hư không ngẫu nhiên. Và anh em đủ 4 hư không thì chúng ta mới kích hoạt toàn bộ hư không trên đội hình của chúng ta nhỉ. Ông nào cũng có Nili 2 sao này, chết tôi rồi. Nili 2 sao là một cái gì đấy rất là mạnh ở những cái giai đoạn đầu như thế này. Gặp hai ông Nili 2 sao là thua hai trận liên tục luôn. Ừ, lên được Kha'Zix 2 sao. Được. Sen à? Mua chơi chơi vậy thôi. Đâu tôi không muốn sử dụng con sen này đâu. Hiện tại thì tôi có Virus, cung thủ, Ven cung thủ, Dyrus với cả Marketer thì vẫn chưa lên được 2 sao. Không biết thì nuôi khi nào mới lớn đây. Ông nào đây? À, kiếm khách và có thêm 2 xạ thủ nữa. Ừ, hên trận này Kha'Zix có bút hư không rồi này. Cao đó. Cao. Ui, cao yếu vậy bro. Quá lủng. Cao cái nữa đi. Trời ơi. Đúng là châu châu đá xe luôn rồi. Hơi yếu cho Kha'Zix. Đặt niềm tin vào nó vậy mà nó hơi mình thất vọng một chút. Tưởng Galic Kha'Zix nó được bút hư không, nó gặt như gặt lúa đấy, đúng không anh em? Chán. Rồi mấy ông đánh nhau nhanh nhanh lên, tôi còn đi chợ gái. Đây rồi, thì vàng của tôi đây rồi. Tiền vàng nhá anh em. Đây, chiến thuật chúng ta fit để lấy tiền vàng. Ui, tôi cũng tính lấy cái găng tay đấu tập kia. À, găng băng. Cái găng gì chả? Găng đấu tập, đúng rồi. Tôi thích cái đấy hơn. Cái găng đấu tập, khi mà chúng ta có hai cái găng đấu tập kết hợp vào với nhau ấy thì chúng ta sẽ có được một cái bao tay đạo tặc. Thì sẽ có được hai cái trang bị ngẫu nhiên trong mỗi cái trận đấu nha. Vậy là anh em được khắc gì trang bị free đâu. Nhiều khi mà trang bị hợp lý một chút, nó gọi là có khả năng carry cực kỳ đáng sợ. Hai Garen à? Trời ơi. Xong thôi, thằng Darius hay là cái gì đi. Toàn hơi thông thế này. Đây. Toàn hơi thông thôi anh em. Hai Darius, hai Garen, hai Vanokisser. Trang bị thì vẫn chưa có cái trang bị nào để có thể ghép cho phù hợp cả. Với cái đội hình cung thủ thì chắc mình sẽ ưu tiên lên hàng đầu là cái cuồng đao là một này. Giao điện. Đấy, cái trang bị mà mình yêu thích như thế. Đại bác liên thanh thì cũng ổn áp đấy. Đội hình hôm nay cũng có cung thủ đây. Cung thủ, 3 pháp sư, 2 ác quỷ. Mạnh dậy bro. Virus đồ chắc cú thế kia. À, đây là Bisugi. Là Bisugi này. Gắt đây. Bisugi đồ có đồ hợp lý phát là nó mạnh lên liền anh em. Đây. Tôi cho Mordekaiser 2 sao vào. Anh em đánh chung với nhau. Vậy là không nhận ra.
ba Gray à? Gray thì tôi cũng không cần thiết cho lắm. Đây đội hình BCG khỏe đấy. Đội hình này mình này định đánh giá trước tầm vào rơi vào tập top 2. Còn mình là top 1 chắc rồi. Mình đang làm một cái chuỗi thua anh em. Super dai dai. Ông này chắc là siêu dai dẳng đây. Người có giãn à? Cho tôi thua đi. Rồi xong. Số phận đã ép mình thắng trận này rồi anh em. Mình đã mất đi được 4 cái chuỗi thua liên tục. Quá chán luôn. Tôi muốn thua cơ mà. Đây là tôi chơi cái chiến thuật gọi là fit to win. Ra tào lao thế này ta. 40 tiền. Đội hình này mình nhìn cảm thấy là hình như là có thể không ăn được cái bãi người đá của anh em. Mình ngửi thấy mùi gì đó kìa. Thiếu có 2 vàng thôi để chúng ta gọi là lên cấp rồi. Sao đây? Chơi liều mạng không anh em? Ok, mình sẽ quyết định chơi liều mạng. Có 2 vị tướng 2 sao thôi, không biết là có thể nào ăn được hay không đây. Please làm ơn, đừng có thua. Cố lên Kanzik ơi. Rồi xong. Tôi ngửi thấy mùi gì đấy rồi. Cố lên nào, cố lên nào. À, ăn được, ăn được, ăn được. Tưởng thế nào, Kanzik tay to mà anh em. Đấy, Kanzik tay to mà. Đấy, niềm tin vào Kanzik bây giờ lúc nó thể hiện cho mình đây chứ đâu. Poppy này. Đấy. Ok rồi. 47 xiền. Ok. Vậy đi. Rồi, mình sẽ cho thêm một cái cung thủ vào. Bây giờ là giống kiểu như cung thủ toàn diện à. À, công thủ toàn diện. À, cái trang bị này chắc là chưa. Lại Kha'Zix kìa. Ngắm Kha'Zix thế. Đây, cái bao tay đạo tặc kia kìa. Cái update mới là anh em sẽ được chiêm ngưỡng nó ngay. Cho nên là cái trang bị găng đầu tập sẽ rất là thịnh hành ở phiên bản 9.19 sắp tới. Và sẽ có rất là nhiều thay đổi về hệ người lùn. Và anh em nào yêu thích cái hệ người lùn thì hãy đừng quên là bình luận phía dưới mình biết nhá. Thì cảm thấy là thay đổi gọi là rất là đáng sợ đến từ cái hệ người lùn ấy. Tại vì hệ người lùn của chúng ta bây giờ thì đã có được 9 người lùn mà vẫn chưa có những cái vị tướng. Và chúng ta chỉ có 6 vị tướng người lùn thôi mà đã có được cái bút 9 người lùn rồi. Đây. Garen à. Đấy, bây giờ tôi chơi 4 hiệp sĩ cho mày ông này khóc ra máu luôn giờ. Giờ thiếu một công thủ à. 27 tiền. Nâng cấp luôn. Rồi xong, chích con mẹ rồi anh em ơi. Chết rồi. Chưa kịp tính toán. Trời ơi. Mình cứ tưởng cái lượng tiền này mà là đủ rồi chứ. Không sao không sao. Pha này là lỗ hơi bị nặng nha anh em. Mình đang muốn làm sự thắng ấy. Mà lỗ hơi bị nặng nha. Chết thật. Liệu là 4 hiệp sĩ của chúng ta có thể nào mà carry được hết không đây. Đấy chưa. Tem mặt đánh mãi có chết thằng nào đâu. Đúng là 4 hiệp sĩ có khác. Đấy. Kéo tiễn. Được luôn. Cố lên nào, cố lên nào. Ui. Cao. Ừ hên may quá anh em ạ. Một pha tính toán hơi sai lầm đến vị trí của Cương Gali. Đây người ta gọi mình chủ quan quá, mình chủ quan quá anh em. Lại Lucian cả, bán thì nó lại ra. Ui, toàn hàng ngon thôi này. Sejunani, Vayne và AC. Chắc chắn là mình sẽ không.
Hên, dính ngay đam chủ lực rồi, anh em thấy không? Hệ ma này như mình đã nói, khi mà dính đam chủ lực vào thì sẽ chắc chắn là gây rất là nhiều ức chế. Ui mình khác nhau không tiếc sự con nào của mình luôn cả. Chán chưa? Midfoten. Tôi không chơi đâu. Không biết con tu này hình như là mới được buff thì phải. Buff thêm sát thương kỹ năng. Kỹ năng của nó được tăng thêm rất là nhiều sát thương luôn đấy. Sẽ có một video mình làm về con Midfoten này. Anh em cứ chờ đón xem. Rek'Sai đi. Có thể là Rek'Sai hoặc là chó gắt. Bi Usagi. Đây Bi Usagi đây. Anh em tương tàn rồi. Rồi xong, hút hết mana của Sejunani rồi. Sejunani của tôi không quăng được Bola Bang rồi. Uầy, một tiện chết luôn cả. Chết virus của tôi rồi. Rồi xong, ta tiếp tục bị thua trước tay của Bi Usagi. BC có liên tục chuỗi trận thắng và mình đã bị kích bại rồi. Được đấy, trận này vui này anh em ơi. Tại vì sẽ xếp đội hình chút. Mình để con Khazik ở lại là chưa có vị tướng nào để có thể thay thế cho nó. Giờ cho cung thủ thì vẫn là ba cung thủ. Để cho cái con Khazik là nó bay sát thủ được cào. Cộng 200 máu kìa. Tăng 15% tốc độ đánh. Trước đây thì mình thích nhất là cái trang bị dây chuyền Solari ấy. Anh em mà chơi 3 dây chuyền Solari thì nó sẽ trước khi mà nó bị nép lại ấy, dây chuyền Solari thì nó sẽ kéo dài đến hết trận đấu luôn. Cái gì đây? Uầy, hai thìa vàng. Uầy, what? Đùa tôi à? Cái gì đây anh em? Hẳn hai cái thìa vàng luôn. Trời ơi. Thêm cung thủ lấy băng giá liền. Bốn cung thủ luôn chứ còn gì nữa. Từ từ, đây. Bốn cung thủ luôn chứ còn gì nữa anh em. Chần chờ cái gì nữa. Cho tôi hẳn hai cái thìa vàng luôn anh em. Bây giờ tôi còn sót một cái thìa vàng đây này. Được đây, trận này hai.
Được được, tôi thưởng ông kia ông lấy chứ. Để tôi. Nice. Hư không xem Kha'Zix với cả thằng Rek'Sai là thế. Là mình muốn xây dựng cho anh em xem cái đội hình 4 cung thủ kết hợp với cả 4 hư không được xem sẽ như thế nào ấy. Đây. Không thì chúng ta chơi bộ 6 hiệp sĩ thì cũng được. Ổn. Còn một Nico với cả một cái thiệp vàng. Nico với cả thiệp vàng thì không thể nào mà ép thành một trang bị lớn được. Không thể anh em ạ. Đây là bên sát thủ sao? Kinh đấy. Ok. Tính tiền cho Khang Nhọ luôn anh em. Lần này chắc là nói lời tạm biệt với Khang Nhọ rồi. Không còn cơ hội nào nữa. Nice. Ui, một tiết kìa. Wait what? Còn đúng một tiết thôi. Hèn thế. Đúng cái round đi chợ ấy chứ. Đấy, hết trang bị xịn rồi. À, mình sẽ lấy bùa đỏ nhá. Bùa đỏ đi. Bùa đỏ cho Vayne hoặc là King Red cho nó bắn. Mất công gặp mấy ông nào chơi hút kiếm hay là giáp máu. Tôi sợ ông mẹ ông giáp máu với cả thằng Poppy ghê lắm. Ban theo ông này. Trời ơi, Vayne nữa. Hết xiền rồi này. Cho vài đứa đi.
và rất là nhiều trang bị là bắn. Thiếu một hiệp sĩ và chúng ta không thể nào mà thay thế cái con khung thủ ra được. 1 2 3 4 5 6 kiếm cách. Trời ơi, trang bị ui ra su của nó kìa anh em. Ghê thế. Rồi xong, hôm nay có cái trang bị xanh xanh kia như là đòn đánh không thể né với cả sát thương chuẩn thì phải. Ai Poppy đây rồi. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. I see. Bây giờ thứ tôi cần là con Kai'Sa anh em ơi. Đây trang bị mình nói đây. Nó lên đúng trang bị của mình luôn. Khác mình là cái kiếm xích xanh kia là cái của mình là thì cái bút rồng. Hai kiếm khách kiến tạo. Mình không hiểu sao mà mình không chơi 9 kiếm khách cả. Super dài dài. Có 3 người lùn. Ui mạnh thế. Ui vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được nha mọi người. Ok tạm biệt luôn. Trận đấu bây giờ rất là kịch tính rồi. Trời ơi dạy cho tôi sát thủ thế này. Sát thủ gì mà đúng lúc thế. Tôi chơi sát thủ đâu mà cho tôi sát thủ. Chán không cơ chứ. Tôi cái hiệp sĩ gọi là mắt ngon rồi. Trời ơi. BC được cái quyền trượng đại diện sứ. Con này được huyết kiếm này, quá hợp lý luôn. Chơi kiếm khách là có huyết kiếm nữa. Đây ra Sua Carry này, mình có làm một cái video ngay hôm qua luôn. Sát thủ cũng ok. Thứ tôi cần bây giờ là Kai'Sa với cả con Rek'Sai. Đây rồi, Kai'Sa đây rồi. Mình sẽ bán con này đi. Cho bút full trang bị cho Kai'Sa luôn. Hay là Kai'Sa pháp sư anh em nhở. Kai'Sa pháp sư. Cho gắt kìa. Thôi bỏ đi, bỏ. Bây giờ mình sẽ chơi Kai'Sa pháp sư nhá. Ok, Kai'Sa pháp sư. Ấy à, mình có thừa slot nào đâu ta. À, con AC. Con AC của mình có cái trang bị ngẫu nhiên là cái trang bị là cái giáp thiên nhiên, cho nên là chúng ta thêm được một slot. Bảo sao tự nhiên con Rek'Sai tự nhảy vào. Uầy, Kai'Sa pháp sư anh em. Đòn đánh của nó là sẽ gấp đôi mana nha anh em. Tính tiền cho BC liền anh em. Được luôn. Quá tuyệt vời. Rồi sang bây giờ nó nhảy vào rồi. Có Kai'Sa không? Kai'Sa. Không ra rồi. Sử dụng đến Nico rồi. Kai'Sa 2 sao. Kai'Sa pháp sư. Út cho con Poppy trang bị này luôn. Bây giờ chúng ta còn thiếu một cái hệ hiệp sĩ. Bây giờ trụ đến turn đi chợ hay không đây. Ui ông này kiếm khách đây này. Ui mất hết trang bị rồi. Kai'Sa bị Yasuo chém hỏng người luôn anh em. Má gì nick được bắn kìa. Bắn không thấy đạn luôn. Trời ơi. Lủng rồi, lủng rồi. Kai'Sa này. Đây là Kai'Sa pháp sư nha anh em. Tại vì con Kai'Sa này khi mà có được bút Yumi trên người của nó thì cái đòn đánh của nó sẽ gấp đôi năng lượng nha, chứ không cần bút hệ phù thủy. Đây, mình sẽ tách đồ hình ra một chút. Và mình đang muốn lấy cái tụ bão này nè, cho nó kích hoạt. Mà sợ hết stack.
cho xa xa tí. Gặp Usagi à? Usagi có 3 vút rồng luôn. Đã chơi hệ rồng lại còn 3 vút rồng. Là ba, tính ra là 3 cái vút rồng đấy anh em. Kai'Sa. Kai'Sa pháp sư lướt như hắc luôn. Nó vừa kích hoạt cái hệ hiệp cái hệ cung thủ cũng như là hệ đấy nữa. Ủa hiệp sĩ kìa anh em. Rồi xong 6 hiệp sĩ nha, 6 hiệp sĩ nha. Bây giờ ông đánh tôi bằng niềm tin à? 6 hiệp sĩ anh em. 6 hiệp sĩ, 4 cung thủ và hệ 2 hệ ma. Thêm quý tộc cũng như là có thêm 2 băng giá nữa. Bán đi. Ok. Cho gát này. King Red, đây là King Red. À, mình sẽ tách con này ra một chút nữa. Rồi vậy chắc là ok rồi đấy. Haystack chỗ nào đây? Rồi nha. Ui cái xa kìa. Nhìn nó lướt kìa anh em, lướt như máy luôn. Kai'Sa carry, Kai'Sa carry. Cái gì mà 1200 đam luôn vậy? Cái đam đâu ra lớn vậy anh em? Crit phát 1200 đam cơ à? King Red này. Rồi nha, King Red 2 sao rồi nha. Bây giờ thì ông tuổi tí à ông ơi. Nên cho ông là cái trang bị của tôi đi ăn rồng này, cho tôi cái đấy nha. Cái sát thủ ấy nha. Nó mà cho tôi cái hiệp sĩ sớm sớm một chút là ok rồi. À. Mình chưa lên được gank blank 3 sao à? Sao mình sẽ chơi hai gank blank thế này nhở? Rồi xong ông này xếp được anh gà rồi. Và hệ ma dính ngay ra xua luôn anh em. Ông này xếp ra xua nó bị dính. Ồ Kai'Sa lướt kìa. Kai'Sa. Cố lên. Rồi nha. Tôi có King Red hay sao thì đây là sự khác biệt chỉ còn gì nữa anh em. Và có vẻ như trận đấu chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Tạm biệt.